Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thí sinh nữ. Một thí sinh rất dễ thương. 5 km chạy đã làm cho cô ấy gần như là xỉu. Một cô gái rất dễ thương. Cô ấy tên là Thủy Tiên. Chưa bao giờ em chạy 5 km trong một thời gian ngắn như thế. Nhiều lúc mình muốn gục xuống, nhưng mà vì một thân hình đẹp, mình lại phải đứng dậy mình đi tiếp. Bình thường một người lên cái xe đạp thì chạy rất là êm đềm, nhưng đến khi mình bước lên thì cảm giác cái máy nó cứ rung. Mà không phải mà mỗi cái máy rung mà các máy khác cũng đều rung theo. Người mình rung lúc nào thì máy nó càng rung hơn lúc ý. Cho nên nhiều khi mình cảm thấy rất là hơi ái ngại. Thực sự là mình chưa bao giờ nhảy cả. Đến khi gặp được Lâm và biên đạo thì cảm thấy mọi người quá nhiệt tình với mình, quá tâm huyết với mình, dành hết mọi thời gian cho mình để tập nhảy. Mà trong khi đó thì những bước nhảy của mình quá chậm so với bạn diễn. Không biết là Lâm có cảm thấy thất vọng khi nhảy cùng mình không? Mình thì chưa hề biết nhảy, cho nên là nhiều lúc mình thấy rất là thương cho Lâm ạ. Em rất thèm nem chua rán với cả nước ngọt, thèm chết đi được ý. Nhưng mà không được. Nghĩ đến bài nhảy, nghĩ đến partner của em, một tuần này em phải giảm được 5 kg. Và kính thưa quý vị, mệt không? Dạ mệt ạ. Cái lúc mà chạy 5 km đó là có nghĩ trong đầu là sẽ buông bỏ không? Dạ không ạ. Vì những sự cố gắng động viên của mọi người cho nên em không bao giờ em có ý định là thế ạ. Mặc dù rất bệnh nhưng vẫn cố gắng tới cùng đúng không? Và bây giờ là những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời anh John Huy Trần. Wow, Tiên ơi, cái bài này em thể hiện em rất là dễ thương. Rất 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 là dễ thương, anh thích cái bài này. Anh nhớ là tuần trước anh gửi cái lời, anh nói là anh muốn xem em nhảy nhiều hơn, vì tuần trước em diễn nhiều quá. Mà trong cái bài này em cũng diễn rất nhiều, nhưng mà tuần này anh thấy cái sự quyết tâm của em nhảy cũng nhiều, rất nhiều. Và wow, anh thích cái bài này, rất rất thích. Chúc mừng Thủy Tiên. Xin mời anh Đàm Minh Hưng ạ. Tuần trước em làm rất tốt, lại dễ thương và dễ có thiện cảm. Tuần này thì cái trang phục là đối với anh là tuyệt vời rồi. Còn riêng cái phần nhạc cảm của em Thủy Tiên á, ở trong cái bài tuần này là gần như là bị trật ra rất là nhiều lắm. Ngay cả bước nhảy của em hoàn toàn không đồng bộ với lại Sa Lâm. Khi mà tụi em diễn những bước nhảy đôi với nhau đó là lệch rất nhiều. Và cái phần biểu diễn để mà gây hài cũng nhiều hơn là những bước nhảy mà anh đang cần muốn xem. Thủy Tiên là một bạn chưa bao giờ tập nhảy, chưa bao giờ tập một lớp nhảy đúng không? Và cái động tác trong cái bài này nó cũng phức tạp hơn mấy cái động tác trong tuần vừa rồi. John, bước vào cuộc thi này á,
không có phân biệt là thí sinh nào đã từng nhảy qua hay là chưa bao giờ biết nhảy. Tất cả công bằng như nhau. Ở đây là em thích, em cho điểm cao giống y như người ta thích, đúng rồi. Người ta cho điểm cao vậy thôi, em đừng cãi chị mất công. Em muốn cãi với người đó để cho anh. Anh thì thực sự ra thì anh thích cái bài này. Bởi vì sao? Anh thì qua cái tuổi teen lâu quá rồi. Chú qua cái tuổi đó lâu quá rồi. Mà tụi con làm hôm nay nó rất là cute đấy. Rất là cute. Và dĩ nhiên cái bước chân của Tiên. Lâm và Tiên cái lúc mà cầm cái cây đòn gánh á để nhảy thì nó có chệch choạc nhau thiệt. Nhưng chú lại thích cái sự chệch choạc đó. Còn đối riêng với con thì thật sự ra những bước chân của con mà con ráng chạy được 5 cây số là chú nể con dữ lắm rồi. Và ở đây trên tinh thần động viên con phải cố gắng làm như thế nào cho mọi người thấy rằng cái sự nỗ lực của con trong cái bài này. Chú cảm thấy ngoài cái sự duyên dáng diễn dễ thương của hai người thì đánh bật những cái bước chân nhảy không đồng đều đó nó ra khỏi cái đầu của chú một chút. Nếu mà nói thì có những cái động tác rất dễ thương, tại sao ta không nói tới những động tác dễ thương mà ta lại châm bẩm vào cái chỗ đó không thì tội nghiệp cho hai đứa quá. Chú thích hai đứa. Chú hy vọng rằng với cái sự đồng hành của Lâm thì Tiên sẽ có cái sự nỗ lực nhiều hơn để con làm như thế nào mà không thất vọng chú Linh, là khi kết thúc cái cuộc thi bước nhảy ngàn cân này con sẽ trở thành một người con gái thon thả đẹp và đàn ông ai nhìn cũng phải kết con. Và bây giờ là số điểm đầu tiên từ anh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi chấm 5 điểm. Xin mời anh Xuân Huy. Tuần này anh thấy em tiến bộ 6 điểm. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Tôi với Đàm Vĩnh Hưng không phải cái nào cũng đồng quan điểm hết. Cái mắt nhìn của bạn ấy khác, cái cách nhìn của tôi khác. Và chú tặng hai đứa 7 điểm. Điểm của mình, của giám khảo dành cho Sơn Lâm và Thủy Tiên là 6 điểm. Cũng không phải quá thấp. Tuy nhiên bây giờ mới là giây phút xứng đáng hay không xứng đáng trong một tuần vừa qua đã nỗ lực như thế nào. Xin mời Tiên. Số cân cũ của bạn là 120 cân. Số cân mới của bạn là 116,6 cân. Giảm 3 cân tư. Wow, tương đương 2,8%. Và số điểm của bạn tuần này 8,8 điểm. Chúc mừng bạn. Sau phần thể hiện vừa rồi thì hiện tại số điểm thấp nhất thuộc về anh Khoa.